Và xin chào mừng các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu thứ tư diễn ra ở trên map Nimbus. Đây là game thủ Terra màu xanh của chúng ta, người chiến thắng ở trong game đấu thứ ba rồi, đó chính là Katie Roster Flash. Còn đây là game thủ rớt, rất liều mạng của ta ngày hôm nay. Anh ấy đang dẫn trước với tỷ số là 2-1. Anh ấy chính là game thủ rớt Liquid Snoot. Gì này, sao lại nhiều ảnh này? Chỉ bới nhau này rồi. Game number 4, Nimbus. It's been a very good tournament so far, this one, of course. Mm-hmm. Here in Toronto, the most amazing city. Gì ai? Ô vâng, Snoot đang đưa con Overlord của mình đi rất đúng hướng. Đang rất đúng hướng mỏ của Flash thôi bạn. Đây sẽ là một lợi thế. It's good. Yeah, it's good. Very good. Có thể nói rằng là đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho Snoot. Hiện nay hầu như tất cả khán giả tại hậu trường đều đang cổ vũ cho Snoot của chúng ta các bạn. Tất cả các game thủ đều trên thế giới đều đang đồng lòng hướng về Snoot và hy vọng anh ấy có thể là hạ gục Flash. Ai cũng muốn có thể hạ gục được Flash ngày hôm nay thì các bạn có thể gọi rằng Flash hiện nay đang là big boss. Big boss. Ai cũng muốn có cơ hội hạ gục được Flash, tại vì là cái khoảng thời gian để có thể tức là ý tôi muốn nói là cái cơ hội để mà được gặp Flash là rất ít. Khi mà Flash rất ít khi đi du đấu nước ngoài như này, anh ấy chỉ hầu như chỉ ở trong nước và tập luyện mà thôi. Đến khi mà anh ấy bây giờ bắt đầu bá đạo rồi, anh ấy đang chat cái gì đó đấy, phải đang chat cái gì đó, chả hiểu nữa, cũng chả nhìn thấy cái gì cả. Chắc là đang add hotkey à? Hoặc là ra ngoài chat Facebook. Trận này chắc thắng rồi. Hai trận đầu là anh thả thôi. Trận này là anh thắng rồi. Anh em khán giả của Vũ nhiệt tình trên kênh stream nhá. Đấy, kiểu thế. Này, có thể thấy rằng Reaper bắt đầu di chuyển rồi. Hiện nay không biết con Reaper đang đi đâu đây. Đây là mỏ 2 cho game thủ Flash của ta. Và đúng như chúng ta, tức là như tôi đã phân tích từ đầu đấy ạ, mỏ này là một cái map. Map này là một cái map rất có lợi cho việc ăn mỏ 2. Nên các game thủ của ta cũng không hề bỏ qua cái lợi thế lần này. Hiện nay thì game thủ Snoot đang mop cho mình 4 con giấc linh để phòng ngự được cái con Reaper. Hiện nay Reaper vào đến nơi rồi, tuy nhiên chưa có Queen đây để phòng ngự. Thế tất cả Roll hiện nay đang phải cắm đầu bấm cổ chạy rồi. Hiện nay giấc linh đã ra, vâng, giấc linh ra rồi. Bắt đầu chơi rồi. Tuy nhiên hiện nay số lượng giấc linh có vẻ hơi ít cho cái con Reaper này. Reaper vẫn đang rất có lợi thế trong thời điểm này khi mà chưa có Queen, chưa có cái gì phòng ngự cả. Thấy Zergling vẫn rất cố gắng nhưng mà chỉ áp sát được nó thôi. Xong là Reaper sẽ chơi Zergling ngay. Tức là hiện nay con nào con đấy là cũng đỏ lom hết rồi. Này Queen đã ra rất đúng lúc và Reaper phải bị đuổi ra ngoài rồi. Hiện nay thì bắt đầu là mỏ 2 cho game thủ Snoot bắt đầu tiến hành khai thác với việc đưa Roll ra để khai thác rồi. Này ở phía bên này thì Terra đang đưa gì đây? Đưa con đang đưa Marine đi, như là đang định bắt is going to be so difficult bắt for Flash to deal bắt cái con Overlord kìa. Có lẽ là hơi khó đấy. Hiện nay thì Terra tạo hoàn thành xong cho mình cái factory rồi. Terra bắt đầu là xuống cho mình starport luôn. Vâng, starport luôn ạ. Anh ấy đang định xem nào. Flash hiện nay thì ăn có một ga thôi. Lên starport luôn. Đã xem là có cái add-on nào khác không? Không có add-on tech lab nào đây cả. Như vậy sẽ không có Banshee. Chỉ có một add-on Richter kìa. Như vậy sẽ là hình như chắc là chuẩn bị một pha thăng minh lại giống như ở trong game đấu thứ 3 vừa rồi thưa các bạn. Sẽ là thăng minh bằng việc đưa 4 Helen lao thẳng sang mỏ của phương, sau đó bắt đầu sử dụng Mavac để mà đưa 7 con Marine đi crop thẳng vào mỏ của phương luôn thưa các bạn. Thấy là hiện nay Marine đang đứng ở góc bên này để đề phòng đối phương đưa Overlord vào. Vâng, đây rồi, Overlord đây rồi. Overlord được đưa vào phía bên trong này. Đang đứng ở vị trí này nhưng mà nói chung vị trí này thì kệ thôi. Hiện nay chúng ta thấy rằng 14 con Zergling đang được mob rồi. Có vẻ là hiện nay Snoot đã bắt đầu bắt bài được của Flash rồi. 4 con Helen bắt đầu di chuyển rồi. Trong đó thì sao đây, Mavac sắp sửa ra rồi. Marine vẫn đang tiếp tục được chuyển ra. Và bây giờ thì sao đây, nhìn thấy vâng, Helen hình như nhìn thấy Zergling rồi. Helen đang phải rút ra ở vị trí phía sau. Và bây giờ thì game thủ Snoot bắt đầu ăn mỏ thứ 3 cho mình rồi. Thưa bạn, rất nhiều Zergling đang có mặt ở đây. Và Zergling đang đi đường vòng. Vâng, Zergling quyết định đi đường vòng rồi. Anh vòng ra ở góc bên này, một cái hướng đi cực kỳ là vâng, một cái hướng đi. Ô, không được rồi.
Ây giời ơi, Flash phát hiện rồi, Flash phát hiện rồi. Nhưng tuy nhiên hiện nay Dương Linh đã solo được. Ôi rồi ngon luôn, bắt được hai con Helion rồi. Solo phát tiếp theo này, phát tiếp theo này Helion đang bắt xịt tuổi. Vâng, mất một con Helion nữa rồi, ba con Helion đã bỏ mạng rồi. Giờ vẫn còn ba con Helion nữa thôi. Giờ thì như vậy ý đồ chiến thuật của game thủ Flash của ta. Vâng, anh đã bắt đầu drop ở vị trí phía mỏ hai rồi. Ba Helion đang cố gắng đi vào phía bên trong bên bay có được không đây? Hiện nay có bạn thấy rằng cái vị trí này có vẻ không được đẹp lắm cho Flash rồi. Pharaoh này không gây được nhiều thiệt hại lắm. Helion đã bị rước linh surround rồi. Thôi xong rồi. Như vậy đi chiến thuật lần này của Flash không thành công nữa. Bạn Sru đã bắt bài được đối phương rồi. Bạn có thể thấy hiện nay vâng, rước linh lao ra thì có nghĩa rằng là Marine phải lên trên Mayvac mà đi về thôi. Không thể làm gì nữa rồi. Hiện nay thì Snoot của ông ta đã hoàn thành xong cho mình nhà bên linh Madness thôi thưa bạn. Binh net đã được hoàn thành, như vậy nghĩa sắp sửa có bên linh rồi. Vâng, Dương Linh lao thẳng sang mỏ của đối phương rồi. Hiện nay Flash phát hiện ra được rằng Dương Linh đang lao như vậy rồi. Giờ là chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta thấy hiện nay Terran của ta. Vâng, 11 con bên linh đã được móp ra. Không ổn rồi, không ổn rồi. Terran ta làm gì đây? Terran cố gắng harass ở góc bên này, đang chơi ban queen ạ. Có chơi được không đây? Ở nhà có cái gì không? Viking đang ở đây. Các bạn thấy hiện nay ở đây game thủ Terran của ta đang có rất ít và không có tầm nhìn ra phía ngoài, không nhìn thấy cái gì cả. Hiện nay Mayvac nào phải lắm, nó cắm đấm cổ lao về. Ủa không, không lao vậy. Bên linh lên rồi. Đây rồi, sao đây pop? Ok, Eron luôn, Rector luôn, xong rồi, mất một cái supply pop rồi. Mất luôn cả Eron, Rector và Tech Lab nữa. Vâng, mất một luôn cả Tech Lab rồi. Helion đang ở đây phòng ngự. Vâng, chắc chắn nó phải phòng ngự được mấy con Zerling thôi, không có gì khó cả. Tuy nhiên vấn đề là hiện nay Dược Linh ở vị trí phía sau mà nó lên rất nguy hiểm. Hiện nay thì Snoot cũng không mob ra thêm Dược Linh nữa. Vâng, đây có mấy con lên nơi này. Vào là không, vào là không. Vâng, vào rồi nhưng mà rất tiếc là Helion nó đứng chờ sẵn rồi. Hơi đen được bạn, vâng, hơi đen. Pharaoh bắt đầu diễn ra thêm một lần nữa rồi. Các bạn nhìn thấy rằng hiện nay Flash cũng mới chết có khoảng tầm 9 con SCV mà thôi. Cũng chưa là gì so với cả Flash thời điểm này khi mà cái lượng tiền từ Mule nó mang lại cũng là vẫn còn rất lớn. Hiện nay thì Flash đã có cho mình đã 13 worker kill rồi. Chênh lệch hiện nay thì hai bên cũng không đáng là bao nhiêu cả. Snoot thì chỉ có chênh lệch nhiều hơn khoảng tầm 3 con drone mà thôi. SCV có thể trông chờ vào Mule để có lợi thế hơn trong income. Này thì đây là vị trí mỏ thứ 3 của game thủ rớt của ta. Các bạn nhìn thấy rằng hai nhà Evolutionator đang được đặt xuống. Anh ấy đang chuẩn bị nâng cấp 1-1 rồi. Nên số lượng Queen là khoảng tầm 4 con. Viking đang cố gắng đi bắt mấy con Overlord ạ. Bắt được con này không? Chắc là bắt được thôi. Overlord bay chậm mà thưa bạn. Overlord bay không biết là đến bao giờ thì mới bay được đến nơi nữa luôn. Hiện nay chúng ta xem nào. Hiện nay thì Mayvac lại nhấc quân lên rồi. Đi không? Vâng, anh bắt đầu đưa quân lên rồi. Combat Center đã bắt đầu nhấc lên mà đưa ra ngoài. Hiện nay Combat Center đã nâng cấp thành công lên thành Order Command. Vâng, Dức Linh đã bị lùa ra ngoài, được tôi không ổn rồi. Như vậy thì cái ý đồ ăn delay ăn mỏ lại không thành công rồi. Vâng, Dức Linh có mặt ở góc bên này, phát hiện ra được rằng hai con Mayvac này định drop, cho nên là Mayvac lại phải drop ra bên ngoài thôi, không thành công rồi. Hiện nay thì game thủ Snoop cũng đã bắt đầu lên thêm cho mình hai mươi mấy con Dức Linh. Snoot is really gonna be hard pressed here. Hai mấy con Dược Linh nữa. Bạn thấy xem rằng bao nhiêu con kia, 22 con Dược Linh và 5 con Bên Linh đang được móc ra. Dược đang nâng cấp lên 1-1 rồi. Trong đó thời điểm này Terran đã sử dụng hoàn thành cho mình nâng cấp một tấn công mà cộng 1 giáp, nâng cấp Combat Shield và nâng cấp Steam Axe còn mà khá lâu nữa thì mới hoàn thành xong. Terran đang lên cho mình cái Armory để có thể là build ra Hellbat. Bạn thấy là hiện nay thì Marine vẫn chấn cổng đây rồi, không có Dương Linh nào được phép đi qua cả. Hiện nay thì có vẻ là game thủ rớt của ông ta đang chuẩn bị ăn mỏ thứ tư đi vậy, khi mà anh ấy đang ăn mỏ thứ ba rất là ấm áp. Đã bắt đầu phá đá rồi. Phá đá như này có nghĩa là anh ấy đang có đội phòng ngự khá chắc chắn rồi. Anh ấy đưa quân đi chưa? Tôi nhìn thấy Flash hình như bắt đầu đưa quân đi rồi. Hellbat rồi. Vâng, hiện nay Helion vào transform ra Hellbat rồi. Chuẩn bị một pha tấn công vào vị trí góc này. Vâng, bắt đầu scan rồi. Các bạn nhìn thấy có init quân đội ở đây và vâng, nhìn thấy bên linh đang ở đây. Rất nhiều bên linh chứ không phải là bên linh, 24 con bên linh đang được mob ra. Hiện nay Flash đang phải trông chờ vào cái đạo quân lần này. Hiện nay đây là vị trí mỏ thứ tư cho game thủ Snoot của ông ta. Quân đội của Flash ngay tức đảo hướng sang vị trí mỏ tư. Mỏ này vẫn chưa có creep plan đến nơi, cho nên là cái khả năng tấn công bất ngờ của game thủ rớt là rất kém. Hiện nay rớt đã phải cancel mỏ tư rồi. Vâng, hiện nay Army Supply Flash còn lợi thế hơn. Và bây giờ ôi rồi không được rồi. Tí tôi tưởng là nó lao thẳng vào Hellbat luôn. Hiện nay tên game thủ Flash của tao chia quân ra không? Cần phải chia quân ra. Vâng, có lẽ là Hellbat cần phải để riêng một chỗ. Cần phải dàn hàng cho nó đứng ở phía trước thưa các bạn. Bạn thấy là hiện nay thì Terran
Terran thì đang đẩy Hellbat với là Thor của mình lên trong đó. Ở phía bên này thì Snoot của ta nó lên cho mình Spy cũng như nâng cấp Speed cho bên Link. Này bên Link vẫn đang bò lùm ngổm thôi, di chuyển rất chậm chạp thôi các bạn. Và thấy rằng hiện nay Terran của ta đã chia quân ra khá là đẹp rồi. Queen Kiek đang giải creep ở đây. Cái gì ấy, vâng, bị một pha tắc đường ạ. Tắc đường, không ra được, bị kẹt rồi. Này sao đây, vâng, đây là U Đinh Infected Speed. Không biết là trận này thì Snoot sẽ định lên cái gì đây. Định lên Viper hay là sẽ định lên Stormhawk hay là định lên Infector đây. Cách đánh của anh này nó không theo một cái trình tự nhất định nào cả, cho nên là chúng tôi cũng không biết được. Tôi cũng không biết là anh ấy sẽ đang định lên cái gì chưa các bạn. Này nhảy Infected Speed thì như cancel rồi vậy. À không, xong rồi, đã bắt đầu lên Stormhawk rồi. Vâng, Stormhawk rồi bạn. Thì này chúng ta có thể thấy rằng là bên Link không biết đang đâu. Vâng, bên Link lao ra, ok. Chưa hoàn thành xong nâng cấp Speed Link thì này tất nhiên đừng có lao ra được bạn. Này Zerg đang ăn một cái mỏ ở hướng 3.5. Hướng 3.5 này có vẻ là rất là bất ngờ cho game thủ Flash đây. Hiện nay thì đây là nâng cấp cho Stormhawk. Nâng cấp thời gian tồn tại cho những con Locust đấy. Nó sẽ lâu hơn. Đây là thế rằng hiện nay thì vâng, Dương Linh chạy ở vị trí bên kia. Một pha scan rồi và bây giờ thì Terran đang đẩy quân của mình vào vị trí của những cái con Swampod kia. Đây rồi, phát hiện ra Swampod rồi. Vâng, team luôn, con đội của Terran áp sát luôn vị trí của Swampod luôn. Bên Linh lao ra, nhưng Terran của ta đã chia quân quá đẹp rồi. Thử xong rồi, nổ hết tất cả bên Linh rồi và không còn gì đây cả, thưa bạn. Không ổn rồi, Swampod không ổn rồi. Nhìn qua thế thì Terran của ta đã áp sát được cái vị trí Hatchery ở vị trí phía dưới rồi. Mỏ thứ ba đang bị đe dọa rồi. Quả này mỏ chắc chắn là nổ mỏ rồi. Trong đó ở vị trí phía trên này đã bị phát hiện ra. Flash phát hiện ra cái vị trí ở mỏ ở hướng 3.5 của Snoot rồi. Snoot quả này không có đỡ rồi, nổi rồi. Thưa bạn, các bạn thấy là Flash tràn ngập ở vị trí bên trong bên bay rồi. Một đội Flash tràn ngập phía bên trong bên bay và đang bắt phá phách hết ở vị trí bên trong bên bay thôi. Mỏ 2 đã tan hoang rồi. Giờ là vấn đề là chỉ còn thời gian thôi. Bạn không biết quân đội của Snoot đang ở đâu nữa. Này lượng farm chênh lệch nhau đã là khoảng tầm hơn một nửa rồi. Thưa bạn, vâng, chỉ GG rồi. Vâng, và như vậy là tỷ số vòng tài này đã là 2-2 rồi. Vâng, Flash đã quay trở lại thưa bạn. Đây chính là Flash của chúng ta. Vượt qua Snoot khá dễ dàng. Flash đã hoàn toàn nắm được cái ý đồ chiến thuật của đối phương và bây giờ anh ấy đã giành chiến thắng rồi. 2-2. Đó là kết quả ở game đấu thứ 4 lần này và chúng ta sẽ phải đến với game đấu thứ 5. Game thứ 5 của chúng ta sẽ diễn ra ở trên map Foxtrot Lab. Being two behind in the series, no problem. I know you.